bạn cáo nào. Ồ, lại bạn cáo rồi. Hãy mua bạn gái nào. Cái gì? Gọi mua bạn gái á? Gì vậy? Nhắn thiệu nha. Mua. Hình mẫu lý tưởng, chọn khuôn mặt. Wow, bảo mình chọn gương mặt cho bạn gái lý tưởng này. À, vậy thì chị Soda. Mình thích tóc ngắn, mắt, mũi giống chị Soda luôn. Cuối cùng là chọn môi. Yeah, tuyệt vời. Gương mặt bạn gái đã xong. Đúng là chị Soda à. He, kìa kìa kìa. Hãy nhập tên á. Soda. À, Soda, Soda cơ mà nhầm rồi. Soda mà nhắm nhầm hình Sori mất rồi. Đã mua hình công á. À, nhắn nhầm hình Sori luôn rồi. Thôi kệ, chắc là xuất hiện nhân vật ngay thôi. Kệ kệ kệ. Giờ thì chơi game thôi. Thích quá đi. Ai đấy ạ? À? Ô, chị Soda. Xin chào, ta là bạn gái người tên là Pexori. À, Soda Luna, rất vui được gặp chị Ken. Chị vào đây nè. Pexori. Nhờ chị Sori. Trước tiên, chị ngồi đây đi nha. Em lấy gì cho chị uống nhá? Uống qua đi. Chị ơi, thích qua đi. Qua đi. Thích quá. Lấy nước nào kê. Nhưng mà chị đến đây bằng gì vậy? Giao hàng nhanh. Giao hàng á? Chị thích slam không? Slam ấy. Cái này là slam nè. Hôm qua em đi mua đồ để chuẩn bị cho học kỳ mới, phát hiện ra cái này kìa. He, nhìn có vẻ thú vị chứ kìa. Chị chơi thử không? Là chị Soda thật à? Chào Leon nhé. À, chị ơi, chị phải rửa tay chứ. Ha, để chị rửa tay nhé. À, chị ơi, chị Sori, theo em, qua đây nào, qua đây. Chị ở yên trong phòng này xíu nha. Leon ơi, Vicky đâu? Ở trong phòng á? À, bây giờ tuyệt đối không được vào phòng đâu. Sao? À, chị Vicky bảo em tuyệt đối không được vào phòng. Nếu bây giờ mở vào là dễ cho ngủ cứu tỏi luôn đó. Em thật là hài đấy. Hài đúng không? Phải làm sao đây? Nếu chị Soda mà gặp thì có chuyện lớn xảy ra mất. Phải nhanh chóng trả lại thôi. Nhưng mà cái này là gì? Có cục slime này. À, cái slam đó. Sao? Có gì nữa? Nhanh lên, trả hàng. Đã đăng ký hàng thành công, mày qua đi. Dion ơi, em có sao không? Chị ơi, em xin lỗi chị nha. Nãy em bị gì á? Không, em có chuyện gì? Cái người mà nãy chị gặp ban nãy, chị đừng hiểu nhầm nha. Người hồi nãy á? Có ai đâu? Này chị không thấy à? Nãy rồi có ai đâu? Tỷ vậy, hơi dở đấy nha. Vậy à? Hơi lạ nhỉ? À không, không có gì đâu. Em chỉ đùa thôi mà. Đùa thôi. Hơi đáng sợ đấy nha. À, vậy à. Đổi chào bạn gái. À, thành công.
Nhưng mà chị bảo không nhìn thấy á. Cái gì vậy?